Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua là 3 ngày, đó là ngày 22, 23 và 24 của tháng 5 này, thì Dũng có bận một cái khóa học, đó là khóa học Speak Up. Và tôi vừa trở về đây và vẫn trong cái đồng phục của cái lớp học Speak Up, thì tôi sẽ làm luôn một cái clip để phục vụ cho quý vị và các bạn ở ngày 25 này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Và xin mời quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh phía dưới để nhận ngay các thông báo về các clip mới nhất do Tiến Dũng update cập nhật hàng ngày. Thì Dũng xin chân thành cảm ơn. Và trong thời gian vừa qua thì 3 ngày vừa qua thì tôi đi bán, tuy nhiên thì cửa hàng vẫn có cập nhật thường xuyên những cái sản phẩm thường về. Và ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những thiết bị âm thanh khá cao cấp ở phân khúc giá bình dân. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cận cảnh để xem cái sản phẩm này. Trước mắt Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa B và V kép, hay còn đọc là B and Duc. Đây là một thương hiệu thiết bị âm thanh đặc biệt cao cấp đến từ Anh Quốc. Dòng loa châu Âu rất có tên tuổi, đó là model 704. Đây là mẫu loa bền đúc 704, rất được yêu chuộng trên thị trường bởi cái hình thức của nó tuyệt đẹp và thiết kế dạng cao cấp. Dòng này có cấu tạo là hai loa bass, một bass 20cm phía dưới là cái loa bass trầm, và một cái bát phía trên là cái loa bát mid, có cái màng màu vàng được dệt bằng các cái sợi cao su ở đây, được dệt bằng các cái sợi giống như áo giáp ở đây, và gân của nó là gân cao su. Và phía trên cùng là một cái loa chép rất đặc biệt của thương hiệu Bền Đúc. Trên đây chúng ta thấy có logo của hãng Bền Đúc. Đây là một chép đôm cao cấp. Và anh em thường thấy là cái chép đôm này nó có một cái đuôi rất dài ở phía đằng sau. Cái đuôi của nó kéo, cái loa chép của nó kéo dài từ đây cho đến hết cái đuôi này luôn. Cái đuôi loa chép của nó rất dài. Đây là công nghệ rất đặc biệt của thương hiệu Bền Đúc đến từ Anh Quốc. Và chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một vòng với sản phẩm này. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng màu đỏ, hay còn gọi là màu cherry. Ở phía đằng sau chúng ta thấy có thêm một lỗ thông hơi nữa. Và phía dưới cùng đó là phần chạm loa có mang theo tem thông số. Ở đây anh em thấy hãng đề B & Duc, hàng được sản xuất tại Metz, Anh Lê, model 704. Và loa có trở kháng 8 ohm, công suất 150W trên một thùng. Một loa có âm thanh rất mạnh mẽ, bass, mid, chép lung linh, tiếng rất tuyệt vời. Với mẫu loa Bền Đúc này, cặp loa vừa về ngày hôm nay với tình trạng zin nguyên bản, seri trùng số đúng cặp. Phần thùng loa được trang trí bằng gỗ lạng màu vàng màu đỏ rất đẹp, toàn bộ là gỗ lạng, phong cách sang trọng. Đây là mẫu loa khá hiếm trên thị trường. Với dòng loa này, anh em có thể chơi các dòng nhạc có tiết tấu từ tiết tấu vừa, tiết tấu chậm cho đến tiết tấu nhanh. Tiếng của nó rất tuyệt vời, bass mạnh, trung âm sáng rõ, chép sáng rõ, rất tuyệt vời. Dòng này anh em có thể phối ghép vào các dòng âm ly đời cao, dạng sử dụng sò MOSFET như các dòng Denon 2000AE, 2000RE, 2004 La Mã, vân vân. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng âm ly Acouphase, các dòng âm ly Lussmann, hoặc các dòng âm ly rebound của các dòng rebound cover, vân vân. Nhìn chung cặp loa Bền Đúc 704 này rất dễ phối ghép âm ly. Với kích thước thùng là chiều ngang 22cm, chiều sâu 29cm và chiều cao của loa là 95cm. Nó
có chiều cao khá cao. Đây là dạng loa cổ. Và e căng của nó khi đại vào thì chúng ta thấy tổng thể của loa nhìn thế này. Đây là tổng thể của mẫu loa khi chúng ta đại e căng. Cặp loa có mức giá chỉ 34 triệu 500 ngàn. Giá rất tuyệt vời cho một cặp loa tuyệt đẹp đến từ Anh Quốc. Và ngày hôm nay Tiến Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những dòng loa bầu. Cặp ở trên đó là 301 series. Xin lỗi quý vị, cặp ở trên đó là 301 Music Monitor 2. Và cặp ở dưới có model là 301 series 2 đời chót. Đối với cặp 301 Music Monitor 2 ở phía trên là phiên bản màu đen, dân loa bass còn zin theo loa. Loa này cho âm thanh rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời trong cái phân khúc giá của nó. Hai loa chép loại 8cm, bass loại 20cm và lỗ thông hơi được bố trí ở đây. Đây là tổng thể phía mặt sau của 4 cái loa này. Cặp ở trên là Music Monitor 2. Cặp này có mức giá 7 triệu 500 ngàn. Và cặp ở dưới đó là 301 series 2 đời cho. Cặp này có mức giá 9 triệu đồng, bản màu vàng. Thùng được trang trí bên ngoài bằng simili màu vàng rất đẹp. Và phía dưới này Tiến Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa cũng vừa về ngày hôm nay. Đó là mẫu loa bầu 301 series 3 rất quen thuộc. Dòng này cấu tạo hai loa chép loại 8cm và một loa bass loại 20cm. Âm thanh của nó rất tuyệt vời, dòng loa rất được yêu chuộng trên thị trường. Dòng này chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, tiếng rất tuyệt vời. Mức giá của nó là 12 triệu 800 ngàn. Cái dòng loa Bow 301 series 3, series 2, series 4 và series 5 đều có thể sử dụng nghe nhạc và hát karaoke. Và ở đây Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu âm ly rất sang trọng, lịch lãm của thương hiệu Đờ Nông đến từ Nhật. Chiếc ly cũng vừa về ngày hôm nay, tình trạng hàng bãi, zin, đẹp, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Chiếc này sử dụng công nghệ Ultra High MOS Đờ Nông 2000AE, công suất nguồn 275W. Nó có thể chơi được hai cặp loa độc lập, rất tuyệt vời, rất mạnh mẽ. Anh em có thể phối ghép vào các dòng loa Bow, các dòng loa bền đúc, các dòng loa Bühner, các dòng loa JBL đều cho tiếng rất tốt. Chiếc ly có mức giá 18. Và phía bên đây xin giới thiệu đến anh em đó là chiếc Đờ Nông 2000 4 la mã. Chiếc này thiết kế sang trọng, mặt phay nhôm màu vàng rất đẹp. Cấu hình tương tự với chiếc 2000AE, chiếc này có giá chỉ 17 triệu 500. Đó là tổng quan của các mặt hàng ngày hôm nay Tiến Dũng muốn tiếp thị đến quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài nhạc thông qua bộ hai thiết bị Đờ Nông 2000AE và cặp loa bền đúc Union 704. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức bộ hai thiết bị này. Chốn ăn chốn vui lạ mặt cho võ gian lao này vẽ các sông chơi dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao đi lính xa đánh giặc từng giờ viết trăm lá thư cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi kín vài sương tóc lại buồn thôi đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm nay đời đã bao đêm từ anh mơ yên lành là niềm riêng trên mắt môi em
đây rồi, trốn ăn trốn vui lạ mặt, cho bỏ gian lao ngần này phép dòng chơi, dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vài sương tấm lệch đường thôi, đã cho nhau vì nhau mà tới. Đời đêm nay đời đã bao đêm, từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lành là niềm riêng trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị bên nơi chuyến đi hẹn ngày về, nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang tầm súng bao nửa khuya nhung nhớ ngập lờ, những đêm ngang tầm súng bao nửa khuya nhung nhớ ngập lờ, những đêm ngang tầm súng bao nửa khuya. Để không bỏ lỡ các sản phẩm được cập nhật thường xuyên trên YouTube, xin mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký kênh phía dưới. Tiến Dũng xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt.